hành trình trước thì mình đã review chi tiết về cái hành trình mà mình đã đi qua cửa khẩu Lào Thái để mình đi qua Nông Khai Thái Lan. Hành trình này mình sẽ bắt đầu review kỹ về cái thị trấn Nông Khai Thái Lan. Mình sẽ đi hết một vòng về thị trấn Nông Khai Thái Lan và mình sẽ tham quan cái chùa lớn nhất ở Nông Khai Thái Lan, đó là chùa Wat Pho Chai. Nào các bác hãy cùng mình lên đường khám phá cái thị trấn Nông Khai Thái Lan thế nào. Bạn nào yêu quý thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh để theo dõi những hành trình tiếp theo của mình nha. Mình đang ở bến xe cái chỗ Nông Khai nhá. À, chỗ cửa khẩu Nông Khai các bác ạ. Ở đây mình đang đi vào đây thì nó có một cái chỗ gọi là có thể mình có thể tìm được một chỗ gọi là thuê xe máy hoặc là nghỉ ngơi ở trước cửa khẩu các bác ạ. Đang ở khu vực Nông Khai Thái Lan các bác ơi. Vậy là mình đã đến được Nông Khai Thái Lan rồi các bác ơi. Đây bán pháo hoa luôn. Bên Nông Khai bán phun pháo luôn. Đây pháo gì đây? À cái pháo xoay xoay ngay dưới hồi bé. Không không cái này cơ mà anh, pháo xoay cơ, pháo bướm lại à, pháo này. Wow. Đây đây pháo bướm này các bác ơi. Hàng độc luôn. Về mua ít. Pháo hay pháo gì đấy? Mua có được cầm về không anh? Thoải mái thì phải cần mua cầm về được. Cái này cái gì đây? Bên Thái người ta bán phun pháo luôn, là pháo hoa, pháo bướm, tất cả loại pháo rồi các bác ơi. Nhiều thích không? Toàn bộ hình ảnh về khu vực Nông Khai các bác ạ. Mình đang đi bộ giai đoạn bờ sông Nông Khai để mình tìm khách sạn và mình thuê xe máy nha các bác nhá. Ngày hôm nay mình sẽ ở Nông Khai và mình chơi ở Nông Khai cả ngày. Mình vẫn đang đi bộ nha các bác nhá. Đây nhà Nhật à? Hoa nhài thơm quá các bác ạ. Bướm máy bay à. Hoa mùi giống mùi ở trong ngày xưa người ta làm tàu phớ ấy. Nhưng hoa nhài này nó cũng khá là đẹp. Thơm á. Điều này thơm ngào ngạt luôn các bác ạ. Đây là sau quá trình đi bộ khoảng tầm 3 km từ cửa khẩu ra ngoài. 3 km đấy anh ạ. Cuối cùng thì mình đến được cái bờ sông Mekong. Đây là cái cung đường dọc bờ sông Mekong này các bác ơi. Cung đường này là cung đường dành cho xe đạp luôn. Vậy là mình đã đến được bờ sông Mekong bên phía Nông Khai Thái Lan các bác ơi. Đường bờ sông thuộc Nông Khai Thái Lan. Bên này nó sát bờ sông hơn, bên kia bờ sông nó hơi sâu anh nhỉ. Đây là toàn bộ hình ảnh về bờ sông Mekong nha các bác nhá. Trước mắt các bạn là cầu hữu nghị Lào Thái. Giao thương giữa hai nước Lào và nước Thái Lan nhá. Còn đây là cung đường này chạy dọc bờ sông Mekong ở bên Nông Khai Thái Lan các bác ạ. Vẫn là cung đường dọc bờ sông Mekong các bác ạ. Ở đây thì mình thấy chim thường làm tổ trên những mái chùa. Những mái chùa nguy nga tráng lệ này thường là tổ cho những loài chim nhé các bác nhé. Từ bồ câu này. Đây là tổ bồ câu, rất nhiều bồ câu trên mái luôn. Mái bay ở xa rồi, kể cả chim sẻ luôn. Bồ câu và chim sẻ đều làm tổ chung ở đây hết các bác ạ. Cái điện thờ này mình nghĩ là cái điện thờ thờ thần sông hay sao ấy. Có 5 vị thần như kiểu 5 vị hộ pháp ấy. Các bác ạ. Đấy. Như kiểu 5 vị hộ pháp ấy. Để mình vẫn đang đi bộ. Vẫn là cung đường đi ở trên song song với bờ sông Mekong các bác ạ. Sang bên Nông Khai thì mình thấy nó khá là vắng vẻ và điều hưu.
mọi thứ nó xảy ra, nó đều trôi qua rất là yên bình ý. Nhưng mà mình đánh giá bên này hoa này, lá này, cây cỏ này, chim này và bướm này cực kỳ nhiều các bác ạ. Nói chung là bên này mình đánh giá là cái thiên nhiên của nó rất là đẹp. Còn ở bên Viên Chăn kia thì nó vẫn là thành phố ấy các bác. Nó quá nhiều bê tông cho nên là nó xảy ra một cái hiện tượng là hấp hơi. Thực sự với bác là bên Viên Chăn nó siêu siêu nóng luôn các bác ạ. Nó không khác gì cái mùa hè ở Hà Nội mà lúc mà đỉnh điểm mùa nắng nắng nóng ấy. Nó làm mình không thở nổi luôn ý. Thì ở Hà Nội như nào thì Viên Chăn cũng thế. Nhà này có một cái vườn hoa trước cửa này các bác ơi. Các màu xanh đỏ tím vàng luôn này. Hoa người ta mọc đẹp không? Ê. Tất cả các màu hoa luôn các bác ạ. Siêu siêu đẹp. Mình bắt đầu từ cái chỗ khu vực homestay, cái gọi là khu vực mình nghỉ. Để mình đi một vòng cái đoạn trung tâm của cái thị trấn Đông Khai nhé các bác nhé. Để chúng ta sẽ có một cái góc nhìn rõ nét nhất thị trấn Đông Khai nhé các bác nhé. Mình đang thuê một cái xe đạp ở thị trấn Đông Khai. Mình sẽ đi lượn một vòng rồi mà xem khu vực trung tâm nó gồm những cái gì đây. Mình đang thuê cái xe đạp để mình đi một vòng thị trấn Đông Khai các bác ơi. À đây là khu vực gì đây, trung tâm à? Đó các bác. Bon luôn các bác ơi. Mình đang đạp xe đạp nha, ở thị trấn Đông Khai. Em đạp xe đạp, em đạp vô tư. Bên Thái Lan nó là ngược chiều xe. Lỡ bị đi nhầm, đi thành chiều ngược lại. Nó bên tay lái nghịch các bác ạ. Hay là tí nữa tao ông lái xe đổi mẹ thêm 500 phút nữa nhỉ Quân. Cho nó yên tâm. Nhỡ thì ăn quá mồm ăn cả ấy đấy. Không sao là ông lái xe bên đấy ông bảo đổi tiền không. Vâng. Mẹ áo 100 bạc. Ở Đông Khai vắng nhờ anh nhờ. Không có người luôn. Đường này đường ngược chiều à. Rẽ lên luôn hơn. Chơi đường này nữa. Đây đường kia mới đúng anh ơi. Đang đi bên Thái Lan nhá. Đông Khai Thái Lan. Mũ anh đâu? Mũ và mũ ơi. Đây là cái chùa gì này có vào gì không? Đây chính là khu trung tâm của Đông Khai Thái Lan nhá. Tấp nập ngay, đông đúc ngay. À đó là đổi tiền là ATM. Vâng đây. Đấy, có cả dịch vụ đổi tiền luôn ở đây này. Các bác này. Khu ăn chơi anh ạ. Khu này khu ăn chơi nhất ở Đông Khai rồi. Vàng kìa. À đây này, cha xe đi Bắc Kít này. Để trái không anh? Nó bảo rẽ vào đây là chợ. Thế anh. Chùa ngay trong chợ luôn. Cửa vẫn là to, đóng cửa này. Đây là cái gì đây? Chùa trong chợ luôn. Mình đang tiến vào chợ nhá. Chợ Đông Khai các bác ơi. Mình tiến vào khu vực chợ Đông Khai. Như nào rồi anh? Bên như nào? Cái xe như nào? Giao xe cho đây được.
Theo anh thì đéo có khóa xe nhỉ? Chắc là đéo lấy đâu. Vứt ra gọn gọn ngoài này. Ra ngoài này ăn. Đấy, ăn đâu anh em để xe đấy. Xe để và mang vào anh. Ăn xong đi bộ ở khu vực chợ Nông Khai này để tìm hàng ăn. Hàng ăn ở khu vực này nó mở dọc theo sông Mê Công các bác ạ. Đường xe đạp. Vâng. Đường xe đạp mà anh, đường xe đường mà. Đây là chợ rồi thì bây giờ nhà nhỉ? Bên kia mẹ cứ đi vòng cùng bên kia đi. Đi xe đạp anh nghĩ là nó đi được trên này cả hai chiều ấy. Được mà. Đường trên này là đường dành cho xe đạp mà. Xong là đi một vòng cùng bên kia. Xong là vòng lên anh em mình đi chợ buổi trưa cho đỡ nắng. Đây là đoạn nhà hàng mở dọc theo bờ sông Mê Công. Ủa chùa ở trên kìa. Ở đây phun chùa. Đi một dọc thấy toàn chùa là chùa thôi. Đấy trên này lại chùa tiếp này các bác này. Chùa to quá nhỉ. Chuồng đồng kinh quá. Lúc mà anh em còn đi ấy, bảo khu vực này có cái chuồng đồng rất là to à. Chùa kinh quá nhỉ anh ạ. Ăn được quả nào ăn luôn. Ủa, nhìn khủng ấy, nhìn khủng anh ạ. Ăn được quả nào ăn luôn. Vâng, tôi bao anh. Để nghe được. Chùa này có chuồng đồng rất là khủng nhá các bác nha. Chùa khủng quá. Ô, lấy được cái xe đạp đạp đi rồi các bác ơi. Mỏi quá. Chùa khủng quá. Toàn bộ hình ảnh về cái dọc bờ sông Mê Công ở Nông Khai các bác nha. Đây là những cái nơi mà người ta mở buôn bán. Anh nên đi xếp cái lồng ghế cho anh cho đẹp. Nông Khai các bác ơi, đang ở Nông Khai nhá. Toàn bộ hình ảnh về cái đoạn Nông Khai dọc theo bờ sông Mê Công. Đây Nông Khai Thái Lan. Còn bờ bên kia là Viên Chăn Lào nha các bác nhá. Ôi, bên Nông Khai này tuy nó nóng ấy, cũng như bên Lào ấy, như bên Viên Chăn ấy. Nhưng mà nó vẫn thoáng các bác ạ. Còn bên Viên Chăn thì thật sự siêu bí luôn ấy. Đây là cái chùa khủng quá các bác ơi. Tượng vàng là một cái chuông đồng bằng vàng kinh quá. Khu phố trung tâm của thị trấn Nông Khai á. Đây chính là khu phố trung tâm của thị trấn Nông Khai. Khu vực trung tâm của thị trấn Nông Khai. Bác ơi. Cái phố to quá. Đây chắc là khu trung tâm rồi. Khu này tấp nập hẳn này. Nó không thiêu như cái đường ở phía ngay phía bên trái của mình. Đây có những cái món ăn này. Đấy. Hủ tiếu à. Nhiều món này anh ơi. Đấy. À đây mới là dọc phố chính này. Đấy, ở về phố trong, còn bên kia nó là dọc bờ sông Mê Công các bác ạ. Đang đạp ở Nông Khai thấy một cái chùa rất là to. Có vẻ là cái chùa này to nhất cái thị trấn Nông Khai luôn các bác ạ. Để vào đấy tham quan một tí xem nào. Bên Viên Chăn cái Nông Khai này chuyên chùa chiền các bác ạ. Để mà vui vẻ thì nó không có đâu các bác ơi. Chuyên về chùa chiền nha các bác nha. Wow, ngôi chùa to quá các bác ạ. Nhìn nó rất là hoành tráng. Mọi người đang mua hoa này. Để làm một cái gì đấy. Con chùa còn đẹp nhất trong tất cả mấy chùa luôn các bác ạ. Hoa văn đẹp quá.
mình sẽ vào quay chi tiết cho các bác nhá. Mình đang thấy người ta đang lấy hương ở đây này. Đấy. Người ta sẽ lấy hương. À, đây là lễ tắm Phật. Lễ này là lễ tắm Phật. Lễ tắm Phật bên Thái Lan các bác ạ. Người ta sẽ mua hoa, mua nước hoa, mua những cái hương để người ta tắm Phật. Đây người ta gọi là lễ tắm Phật nha các bác nha. Lễ này là lễ tắm Phật này. Ở bên Thái Lan, Nông Khai Thái Lan. Trong cái lễ tắm Phật này của người ta nó sẽ là đem lại sự may mắn nhé, và bình an các bác ạ. Đây là trong điện chính thờ tượng ai đây? Đức Phật Bổn Sư à? Mình sẽ đi tiếp vào bên trong nha các bác nhá, để theo dõi một chút về cái chùa này. Để mình xem cái chùa này ở tên trên bản đồ tên là gì nhá. Chùa tên là gì? Chùa này là chùa Wat Pho Chai anh ơi. Nổi tiếng nhất rồi, Wat Pho Chai nổi tiếng nhất ở khu vực này rồi. Bác ơi, ngôi chùa to lớn này nó chính là chùa Wat Pho Chai các bác ạ. Ngôi chùa này nó gọi là lớn nhất ở khu vực thị trấn Nông Khai nhé các bác nhé. Chùa Wat Pho Chai, ngôi chùa to nhất thị trấn Nông Khai các bác ạ. Ở giữa nó sẽ có một cái tháp màu trắng này. Đấy, mặt trời lé qua này. Để lé qua. Tháp đằng sau rất là khủng khiếp. Tí nữa mình sẽ tham quan cái tháp chính nhé các bác nhé. Mình sẽ vào tham quan một tham quan cái tháp chính cho các bác được nhìn thấy một cái hình ảnh chi tiết nhất về cái tháp chính ở trên này kìa các bác ơi. Đấy, mình sẽ vào đấy nhá. Mình đang tiến vào trong cái chùa chính của cái chùa Wat Pho Chai nhé các bác nhá. Wat Pho Chai. Mình đang tiến vào cái đền chính các bác ơi. Đền chính chùa Wat Pho Chai. Chắc chắn là bên trong này thì hoa văn nó sẽ rất là khủng khiếp rồi các bác ạ. Ở trên này là ngự hai con kỳ lân. Còn ở cửa này các bác ơi, hoa văn này. Trời, đúng là chùa Khmer. Hoa văn quá là khủng khiếp. Kinh quá. Đây toàn bộ hình ảnh về khu vực chùa Wat Pho Chai các bác ơi. Bên trong cái điện chính của chùa Wat Pho Chai. Đèn chùm này. 1, 2, 3, 4, 5 cái đèn chùm các bác ơi. Đây là khu vực điện chính này. Khu vực điện chính các bác ơi. Khu vực điện chính của chùa Wat Pho Chai. Ở đây là những cái bức tranh về cuộc đời Đức Bật Phật Bổn Sư rồi các bác ạ. À. Cuộc đời Đức Phật Bổn Sư qua tranh. Từ lúc ngài còn là hoàng tử Tất Đạt Đa này. Đúng không các bác? Đây là cuộc đời Đức Phật Bổn Sư qua tranh hay sao đấy? Đến cả năm anh em Trần Kiều Như này. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn này. Tất cả những hình ảnh về Đức Phật Bổn Sư. Đây là cái điện chính nhé các bác nhé. Điện chính để thờ Đức Phật Bổn Sư hay nào đấy. Nhưng mà nhìn nó rất là lộng lẫy và huy hoàng. Đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực chùa điện chính của chùa Wat Pho Chai. Các bác ạ. Đây là một đoạn nữa này, bên kia này. Mình vừa tham quan cái điện chính nhá của chùa Wat Pho Chai. Thì bây giờ mình sẽ tham quan cái điện ở bên này này các bác ạ. Bên này những cái hoa văn kiến trúc của người Khmer, nói chung là ở chùa chiền nó rất là đẹp. Ở đây thì chim bồ câu và những loài chim ấy thường làm tổ trên những cái mái nhà của các bác ạ. Mọi người đây đang mua cái nước gì đây? Đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực chùa Wat Pho Chai các bác ạ.
Mình vừa được lấy một cái cốc ở đây, nước ở đây là mọi người phát miễn phí nha các bác nhé. Phát miễn phí để cho mọi người đến đây đến lễ chùa này. Ở đây là các bạn người Khmer phát miễn phí nhá. Cái phát miễn phí anh? Phát miễn phí của người Khmer. Vâng. Thì đây là món gì đây? Sẽ được lấy thử một cái món rất là lạ ở chùa Wat Pho Chai các bác ạ. Thank you. Mình sẽ được các bạn ở chùa Wat Pho Chai cho một cái món rất là lạ này. Không biết là món gì. Tí nữa mình ra mình sẽ ăn thử hai món này, hai món của mình được vừa được tặng nha các bác ơi. Ở chùa Wat Pho Chai hôm nay là nhiều buổi lễ cúng dường ấy. Người ta đều cho miễn phí các bác ạ. Ngồi đây hả anh? Ngồi đây thôi. Các bác ơi, vậy là mình đã ngồi ở khu vực cho một bát bún. Nhưng mà cái bún này nó có thịt nhá, chứ nó không phải là bún chay đâu. Không hiểu sao ở trong chùa lại phát bún thịt thôi. Không cần phải ấy nữa, mình ăn luôn thôi. Thì đây là bún này, đây là nước này, đây là chùa này các bác ạ. Ơi, bắt đầu ăn chùa rồi các bác ơi. Lần đầu tiên biết thế nào là ăn chùa nhá. Đây là câu nói chỉ ở Việt Nam thôi, nhưng mà sang bên Thái mình mới được thưởng thức cái gọi là ăn chùa. Biết thế nào là ăn chùa nhá các bác nhá. Nào bắt đầu thưởng thức thôi. Wat Pho Chai, chùa Wat Pho Chai các bác nhá. Những hình ảnh cuối cùng về khu vực chùa Wat Pho Chai các bác ạ. Ở đây mọi người đều làm một cái dây trắng này, trải từ trên này, nồi xuống dưới. Đấy, những cái dây trắng này, nồi xuống này. Đấy, các bác ơi, cái dây này, mọi người đều nếu nối những cái dây này vào người của mình. Thì ai cũng nối những cái dây trắng vào người của mình nhé các bác nhé. Chắc là mình cũng chưa hiểu cái nghi lễ này là nhằm mục đích gì đây. Nhưng mà giờ này muộn rồi, mình còn phải đi tham quan một vòng tất cả những cái địa điểm đẹp ở khu vực thị trấn Đông Khai. Cho nên cái video về chùa Wat Pho Chai chắc là cũng xin kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Hôm nay là lần đầu tiên mình được trải nghiệm ăn chùa, uống chùa là như nào. Các bạn ạ, là gấp quá. Ở chiều khi mà mình đi ra về khỏi chùa Wat Pho Chai thì mọi người bắt đầu kéo đến rất là đông. Cái chùa này nó như kiểu dạng là của bên phủ Tây Hồ của Hà Nội ấy các bác. Nó như kiểu phê bên phủ Tây Hồ và Hà Nội ấy. Đây là chùa Wat Pho Chai các bác ạ. Bún chùa, nước chùa. Hay bên này ạ. Mọi người bây giờ bắt đầu kéo đến nhá, để là đi lễ. Lễ đầu năm rất là đông các bác ạ. Bác ơi, vậy là mình đã đến được cái đoạn dọc bờ sông Mekong rồi các bác ạ. Đây là đoạn cuối cùng này, để người ta đi ở cái sông Mekong. Mình sẽ đi tham quan một vòng cái đoạn sông Mekong các bác nhá. Đây toàn bộ hình ảnh về dọc bờ sông Mekong bên nước bạn Lào nhá, và nước bạn Thái các bác ạ. Dọc bờ sông Mekong. Đây nó có một cái chùa trắng này. Nhìn nó rất là hoành tráng. Các bác ạ, mình sẽ vào đây mình tham quan nhá. Chùa trắng các bác ơi. Cái chùa trông rất là hoành tráng các bác ạ.
Sau khi đến được cái tòa tháp trắng này thì mình lại đi tiếp dọc theo bờ sông Mekong các bác ơi. Vẫn là dọc theo bờ sông Mekong nhá. Khu vực này thoáng quá các bác ạ. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái bờ sông Mekong các bác ạ. Bên phía Nông Khai Thái Lan nhá. Thôn sông Mekong, thị trấn Nông Khai nha các bác ơi, mát quá. Vâng, ở đây vẫn nhìn thấy cầu Hữu Nghị Việt Lào nhá các bác nhá. Đạp xe thong dong ở trên dọc bờ sông Mekong. Thị trấn Nông Khai các bác ơi. Mát nhá. Vẫn là buổi tối nhá. Ở đường dọc bờ sông Mekong các bác ạ. Cả cái thị trấn Nông Khai này hầu như là đều tập trung hết về cái đoạn bờ sông Mekong rồi các bác ạ. Tất cả đều tập trung dọc theo bờ sông Mekong. Còn đi ra khỏi cái bờ sông Mekong thì rất là vắng vẻ và điều hưu các bác. Đây này, tất cả những người ta tụ tập vui chơi là đều có tụ tập về bờ sông Mekong nha các bác nha. Chợ đêm này. Những hình ảnh cuối cùng về thị trấn Nông Khai các bác ơi. Khu vực chợ đêm và khu vực rắn thần Naga nha các bác nha. Tượng rắn thần Naga. Nhìn nó rất giống hai con rồng Hồ Tây. Tượng rắn thần Naga là giống hết hai con rồng Hồ Tây các bác nha. Đây là khu vực dọc bờ sông Mekong của thị trấn Nông Khai các bác ơi. Mình đang tiến vào chỗ vị trí của tượng rắn thân Naga. Theo mình đánh giá khu vực này nó giống hết cái hai con rồng ở Hồ Tây. Chẳng qua là hai con rồng này nó to hơn rồi các bác ạ. Đây là chính là đoạn hai con rồng Hồ Tây nhá. Đẹp này. Các bác ơi, đây là Nông Khai Thái Lan nhá. Ở đây lễ hội té nước là té bằng xe cứu hỏa các bác ạ. Xe cứu hỏa té nước rồi. Qua mọi người tắm ở đây là. Đây lễ hội té nước của Nông Khai các bác ạ. Ở khu vực dọc bờ sông Mekong nhá. Đây lễ hội té nước này các bác ơi. Em sẽ đưa chăm qua suối nào các bác ơi. Qua cái khủng. Qua cái khủng quá các bác ơi. Phải đi lội suối đấy. Quá kinh điển.